Theathon bất ngờ nịnh nọt nhờ Kiatisak được sang Việt Nam chơi bóng, Hoàng Anh Gia Lai hoan nghênh. Trên trang cá nhân tới đây, vị huấn luyện viên Kiatisak của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đăng tải hình ảnh cùng với hậu vệ Theathon Bumathan sau AFF Cup 2022. Theo đó, chiến lược gia người Thái đã có cuộc trò chuyện cùng với cựu học trò qua Internet. Đáng chú ý, khi đăng tải hình ảnh trên trang Facebook cá nhân, Zico Thái đã gửi lời mời đến đội trưởng đội tuyển Thái Lan. Chúc mừng cậu, nếu có thời gian rảnh, hãy đến uống cà phê tại Gia Lai nhé, Theathon Bumathan. Phía dưới bài đăng của chiến lược gia người Thái Lan, nhiều người hâm mộ đến từ Thái và Việt Nam bày tỏ sự thích thú. Theo đó, nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng đã dành lời khen cho tài năng của hậu vệ sinh năm 1990. Thậm chí có người còn cho rằng nếu như Theathon đến thi đấu tại Việt Nam thì đó sẽ là một quyết định hoàn hảo. Tại AFF Cup 2022, Theathon Bumathan cùng với Teasit Danda đã gánh vác vai trò quan trọng giúp bảy vó chiến lên ngôi. Nếu như lão tướng Danda gặp chấn thương và không thể thi đấu trong hai trận chung kết gặp Việt Nam, Bumathan lại cho thấy khả năng thủ lĩnh tuyệt vời. Cầu thủ này chính là cái tên tuổi nổi bật nhất trong kỳ chung kết với hai kiến tạo ở trận lượt đi và một bàn thắng đẹp mắt trong trận lượt về. Theathon cũng đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Phát biểu sau trận đấu, anh cho biết, tôi thật sự muốn lập công, nhưng không ngờ là tôi có thể đưa bóng vào lưới trong tình huống đó và chỉ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể. Tôi không bao giờ nghĩ tới việc giành phần thưởng cầu thủ hay nhất giải đấu, vua phá lưới hay vua kiến tạo. Tôi chỉ muốn có thể là cùng với toàn đội giành chiến thắng. Việc có được phần thưởng cầu thủ hay nhất, tôi phải cảm ơn ban huấn luyện viên và đồng đội, những người đã có một giải đấu tuyệt vời. Sau cùng, Theathon Bumathan chia sẻ về dự định tương lai. Đội trưởng của võ chiến khẳng định, tôi chưa có ý định chia tay đội tuyển quốc gia. Tôi muốn đội tuyển bảo vệ chức vô địch và vị thế số 1 Đông Nam Á. Tôi cũng chưa biết đây có phải là kỳ AFF Cup cuối cùng của mình hay không, nhưng tôi hy vọng đội tuyển Thái Lan tiếp tục mạnh hơn và chất lượng hơn. Viễn cảnh Theathon sang Việt Nam chơi bóng giữa thời huấn luyện viên Kiatisak là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chính cầu thủ của Thái Lan thừa nhận muốn chấp nhận những thử thách ở môi trường mới. Bên cạnh đó, trận đấu lượt về, hậu vệ số 3 của Voi Chiến tỏ ra khá thân thiện với các cầu thủ Việt Nam. Ở trận lượt về, có tình huống Quế Ngọc Hải đã va chạm với số 9 của Adisak. Cầu thủ này nằm sân nhưng đã được trọng tài và cả Quang Hải nhắc nhở đứng dậy. Quế Ngọc Hải đã cố gắng biểu thị là anh không hề phạm lỗi với Adisak. Đội trưởng đội tuyển Thái Lan Bumathon tiến lại gần và ra dấu hiệu like biểu thị sự đồng ý. Theathon chủ động bắt tay làm hòa và giảm độ nóng của tình huống. Cầu thủ số 3 của đội tuyển Thái Lan đã đưa tay xoa gáy số 3 của Việt Nam. Ở trận lượt đi, giữa cả hai xảy ra xô xát nhưng trận lượt về, Theathon đã chủ động làm hòa trước. Trước Theathon, Kiatisak từng chéo kèo công khai Messi Thái là Chanathip về sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai. Cách đây không lâu, vị huấn luyện viên Kiatisak đã đăng tải video trò chuyện cùng với Chanathip. Theo tờ Sam Sport, cuộc trò chuyện này, vị huấn luyện viên Kiatisak kêu gọi Messi Thái sang Việt Nam chơi bóng. Trong cuộc trò chuyện, Zico Thái còn giới thiệu Chanathip những điểm đến du lịch hấp dẫn của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Nha Trang và Đà Nẵng. Ngoài ra, Chanathip cũng nhắc tới cầu thủ Việt Nam để lại dấu ấn trong tâm trí của anh như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải. Đây không phải là lần đầu tiên huấn luyện viên Kiatisak dụ dỗ Chanathip sang Việt Nam chơi bóng, cụ thể là khoác áo của Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài tình thầy trò, Kiatisak và Chanathip còn là mối quan hệ khá thân thiết. Khi biết Kiatisak đưa Hoàng Anh Gia Lai lên ngôi đầu bảng xếp hạng V-League vào hồi tháng 3/2021, Chanathip đã vào trang cá nhân của chiến lược gia người Thái gửi lời chúc mừng. Sau đó, Kiatisak trêu chọc cậu học trò, cậu muốn tới V-League thi đấu hay không? Đáp lại, Chanathip cũng đã dành lời có cánh. Hoàng Anh Gia Lai là một đội bóng đang rất hot. Cuộc trò chuyện của hai người nhận được lượt thả tim rất nhiều từ người hâm mộ. Tiền vệ Chanathip là học trò cưng của huấn luyện viên Kiatisak khi còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ năm 2013 đến năm 2017 với thành tích nổi bật là hai chức vô địch AFF Cup 2014 và 16. Trong nhiều năm vừa qua, Chanathip vẫn luôn đóng vai trò trụ cột không thể thiếu của Voi Chiến ở các đấu trường quốc tế. Ở hai trận đấu hòa 0-0 với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, Thái Lan chơi thiếu sáng tạo, đột biến ở một phần do tính tổ chức của tiền vệ này. Trở lại với Theathon và đẳng cấp của cầu thủ này giúp Thái Lan lên ngôi vô địch. Suốt cả chiến dịch AFF Cup năm 2022, Thái Lan của Bầu Kinh đã luôn tìm cách chơi một thứ bóng kiểm soát bất kể hệ thống chiến thuật có lúc thay đổi. Điều đó còn đồng thời khẳng định nhà cầm quân gốc Brazil thật sự hiểu được nguồn nhân sự của ông có trong tay. Dựa trên kinh nghiệm và vốn hiểu biết, trong hai lượt trận chung kết trước Việt Nam, Thái Lan vẫn liên tục thể hiện hình ảnh quen thuộc ấy. Dù ở khía cạnh số liệu thống kê, Thái Lan không hẳn vượt trội so với đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng đường nét lối chơi đã thay đổi.
Theathorn Mumathan là mẫu hậu vệ dày dặn kinh nghiệm và rất quái. Hậu vệ 32 tuổi sẵn sàng khiêu khích bằng những tiểu xảo cực kín, nhưng đủ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu. Còn nhớ tại AFF Cup 2020, Theathorn Mumathan khiến cho các cổ động viên Việt Nam phải nóng mặt với tình huống đánh cùi trỏ Quang Hải. Hay như khi hậu vệ này khiêu khích huấn luyện viên Park Hang-seo. Đáng nói, pha đánh nguội của Quang Hải của cầu thủ này suýt nữa đã có một tấm thẻ đỏ cho đội tuyển Việt Nam sau khi Ngọc Hải đáp trả với cú sút bóng thẳng vào mặt của Supachop. Ở phía cạnh chuyên môn, Theathorn Mumathan chắc chắn là một cầu thủ chơi hay nhất Thái Lan. Phần lớn bàn thắng của Thái Lan tại AFF Cup 2022 đều in dấu dày của hậu vệ từng chơi bóng tại Nhật Bản. Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 gặp Malaysia, trong 3 trận thắng của Thái Lan thì có kiến tạo của Theathorn Mumathan để đăng đa đánh đầu cận thành, né được những sự cố không cần thiết, đồng thời hạn chế tối đa không gian mà Theathorn đã hoạt động hàng tiền vệ là nhiệm vụ không dễ với đội tuyển Việt Nam. Hãy xem ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình hôm ngày 13 tháng 6 vừa qua. Theathorn Mumathan chơi khá thấp và có cảm giác tương đối mờ nhạt. Một vài pha tạt bóng hay đường truyền dài của hậu vệ 32 tuổi này đi cực kỳ thiếu chính xác. Thế nhưng những khoảnh khắc lơ là của hàng thủ Việt Nam, Theathorn ngay lập tức tung ra một đường kiến tạo chết người. Phút 48, cự ly giữa Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng đã còn sộc sạch sau giờ nghỉ. Theathorn Mumathan lập tức có đường truyền vượt xuống chuẩn xác để cho Poramet thoát xuống và bẫy việt vị, ngoặt bóng bó một trung vệ Việt Nam trước khi tung ra một cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Văn Lâm, cân bằng tỷ số 1-1. Tới phút 63, lại là Theathorn với một đường truyền xé toang hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Sarek phá bẫy việt vị buộc Văn Lâm phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. Ngoài hai đường kiến tạo của đồng đội lập công và buộc đội tuyển Việt Nam phải khép lại ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, Theathorn Mumathan còn xuất hiện với tình huống nóng gây ức chế cho các chàng trai áo đỏ. Phút 26, trọng tài Thái Lan hưởng quả đá phạt ngay trước vạch 16m50 khi cho rằng Hồ Tấn Tài đã để bóng chậm tay. Cầu thủ hai bên ngay lập tức tranh cãi. Theathorn Mumathan tỏ ra khôn ngoan khi buộc Quế Ngọc Hải phải nổi nóng. Ở lượt về, chỉ cần khoảng trống trước khung thành 20m trong tư thế dứt điểm không thuận chân, Theathorn vẫn khiến bóng găm thẳng vào góc chết của khung thành. Thái Lan đã kết thúc giải đấu AFF Cup 2022 với chức vô địch xứng đáng, một hệ thống chiến thuật hiện đại được tổ chức cao cùng với những cá nhân có nền tảng tốt, đặc biệt là nhạt trưởng Theathorn Mumathan.